Rồi, xin chào tất cả anh chị em nhé. Đang chưa nắng rồi anh ạ. Một hơn một giờ rồi mà vẫn nắng. Hôm nay tôi để đi vào đây để đào cái chòi mòi. Đây này, bà con làm cỏ đây. Cái vườn này làm đến chỗ này rồi. Cái góc kia nó có cái chòi mòi. May hôm nay vào kịp chứ không thì vào muộn thì lần sau làm cỏ thì bà con chặt hết. Đấy, cứ đến mùa làm mùa thường thì nó nhìn nó còn có cây chứ còn đến cái lúc làm cỏ là phát hết, phát thế này xong là phun thuốc này. May vào giật ra gốc chè mỏi. Gốc chè mỏi tôi nhìn thấy nó lâu rồi nhưng mà do bà con chặt nó cụt quá từ năm ngoái năm nay mà bây giờ những cái mầm của nó lại mọc lại. Đây này. Cái cành đây này. Nó lên rồi xong rồi. Nó chặt nó lại lên lại. Gốc thì nó không đẹp mấy đâu. Tôi cứ để đây. Mà bữa nay chắc phải vào đào ấy. Chặt nhiều phun thuốc nhiều nó không chết. Bây giờ phải rút mấy cái cành khô này ra. Nắng quá. Năm ngoái bị vết chặt chí mạng. Rồi nó lên những cái mầm thế này. Nó lại bị chặt. Mấy cái này bà con bỏ đi thì họ chặt cho nó chết rồi. Nó xấu thì mình cứ đào về. Làm mãi thì nó cũng đẹp. Đi ra lấy dụng cụ. Đất tôi nãy đen xây nữa anh em. Đất đen. Sáng còn hai cái chòi mòi thì làm cái video gần đây nhất đấy thì một cây anh em lấy một cây anh em đặt cọc rồi. Là hết giờ phải kiếm mấy cái này phải tạo lại.
đây xong một lúc lên ở đây nha. Giờ tôi phải xử lý bằng cái rễ cọc này này. Cây này thì đây này, hai cái vết chặt to giờ nó mục rồi, hai cái chính chặt to. Trồng tốt lên rồi bắt đầu lấy máy làm lũa lại hai cái vết cắt này. Nó khá nhiều thân, chắc tôi cũng lọc ra để khoảng 3 đến 5 thân rồi nha mọi người. Cái này dễ cám khá nhiều. Cái dạng này chỉ tạo ra lùn lực thôi, không tạo cái dáng gì. Giờ tôi lọc bớt cái dễ phía trên này. Đây nha, nó được cái cây thế này. Cây này thì chắc phải tạo tác nhiều lắm thì mới thật được thành cây để chơi đấy anh em. Thứ nhất là phải về phải xác định là nuôi cành nào, bỏ thì cành nào nữa để cho nó mở cái mặt chơi ra. Có thể là những cái cành này, mình lấy mặt này mặt chơi chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn, thì có thể là mình đưa đi cái này luôn, những cái lũa này này làm sạch, cắt bận bớt cành này. Cần có một cái thân chính thì chắc nuôi cái cây này, cái đường thân chính. Nhưng về nhà phải có đục, có máy làm lũa thì trồng sống khỏe mới làm được anh em ạ. Giờ cái tạm thời thế này đã. Thế video chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh chị em nhé.